Ngày 29 tháng 9 tại thành phố Đà Lạt, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự án Luật Địa chất và Khoáng sản để trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2023. Ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Cục Khoáng sản, Cục Địa chất, lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trong cả nước. Về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Trước những bất cập của Luật Khoáng sản năm 2010, với nhiều chế định pháp lý của Luật Khoáng sản không còn phù hợp với thực tế, một số quan hệ mới trong hoạt động khoáng sản phát sinh trong thực tiễn cần phải được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Chính phủ thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản tại kỳ họp lần thứ 7 vào tháng 5 năm 2024 và thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 vào tháng 10 năm 2024. Để từng bước hoàn thiện dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập các tiểu ban biên tập các chuyên đề và tổ chức các cuộc họp ban soạn thảo, tổ biên tập và dự thảo xây dựng Luật Địa chất và Khoáng sản gồm 132 điều, được bố cục thành 13 chương. Tại hội thảo lần này, các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản, trong đó tập trung thống nhất về các thuật ngữ, phạm vi điều chỉnh dự thảo luật, việc phân loại khoáng sản và quản lý theo từng nhóm, sử dụng đất phục vụ cho mục đích khác trong diện tích quy hoạch khoáng sản, thăm dò khai thác phần dưới sâu của khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, xác định trữ lượng khoáng sản, thanh tra kiểm tra và kiểm soát hoạt động địa chất và khoáng sản, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng về địa chất khoáng sản, vấn đề về tư vấn, giám sát hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, xã hội hóa một số hoạt động quản lý nhà nước. Từ những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản để trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2023 và trình Quốc hội thông qua theo đúng kế hoạch.